Cá câu người có một y viện huyện thuộc vùng cao nguyên thái lan do giao thông bất tiện nên bệnh nhân phải đi từ sáng sớm tới bệnh viện để khám và kịp quay về nhà trước khi trời tối một ngày chủ nhật nọ bệnh nhân cần khám đều đã khám xong nên chiều nay xem như bác sĩ được rảnh rang bỗng một y tá cuốn quýt hướng về phía viện trưởng báo cáo có người bị mắc xương cá nơi yết hầu đang chờ cấp cứu xin diễn trưởng đến cho đó là một anh chàng thanh niên hơn 20 tuổi hô hấp đang ngừng thân thể vẫn còn ấm sắc mặt tái nhợt hiện vẻ đau đớn và sợ hãi tột độ theo lời người nhà và thân hữu bệnh nhân kể thì lúc đưa vào viện anh mới tắt hơi mặc dù người bệnh đã chết nhưng chiếu theo quy luật của bệnh viện cần phải giải phẫu để làm rõ nguyên nhân tử vong và tiện cấp giấy chứng tử. Sau đó, bác sĩ lắng nghe người nhà kể lại quá trình xảy ra cái chết trí mạng. Anh thanh niên bị mắc xương cá chết, tên là Thịnh. Sáng sớm hôm nay, cùng mấy người bạn trai ra đồng bắt cá. Do đêm qua, mưa lớn. Đồng ruộng ao mương gì cũng ngập nước. Cá tôm có đầy, nên ai cũng bắt được rất nhiều cá tôm. Thịnh bắt được một con cá giết núi, lại nhìn thấy trước mặt có một con cá chép to. Trong lòng quá mừng, bèn bước vội tới bắt cá chép. Lúc này, tay của anh đang cầm cá giết, không biết thả đâu cho ổn, nhưng không thể buông nó ra. Trong giây phút vội vàng, anh quyết định đưa cá lên miệng ngậm. Không ngờ, con cá nhỏ lại chui tọt vào cổ và cắm dùi nơi của họng anh. Thịnh thấy cổ họng quá đau, liền dùng tay móc ra nhưng đã quá muộn cả mình con cá đều nằm nơi ý hầu kéo ra không được loài cá giết núi này nhỏ nhắn và có rất nhiều ở đồng ruộng thái lan thân mập dài khoảng hai ba thốn vẫy nó màu hoàng kim sáng lấp lánh nhưng rất cứng và sắc nếu vuốt theo chiều thuận thì mình nó trơn nhưng kéo ngược lại thì vẫy sẽ thành những mốc câu ghim chặt vì vậy khi thịnh càng lôi con cá ra, tức là càng bị các mốc câu này phát huy đầy tác dụng khiến anh đau chí tử. Loài cá này đặc biệt sống rất khỏe và dai, nó có thể rời nước bò lên trút đỉnh núi. Vì vậy mới gọi nó là cá giết núi. Chưa đầy mấy phút, thịnh bắt đầu hô hấp khó khăn. Con cá cứng đầu trụ ngay tại yết hầu, nuốt không được, nhổ không ra. Muốn hét to cũng không thể Thịnh đành dùng tay chỉ vào miệng Hai mắt trợn trắng Mấy người bạn thấy vậy hoảng kinh Vội vạch miệng thịnh Để đem cá ra Nhưng vô phương Đành dương mắt nhìn thịnh thống khổ co giật Một người bạn vội kêu xe taxi tới Chở thịnh vào bệnh viện cấp cứu Nhưng đi được nửa đường Thì chàng tắt thở Lúc này y viện đang phẫu thuật Bác sĩ rạch cổ tịnh Lấy ra con cá giết núi Nó vẫn chưa chết Y tá đem nó thả xuống ao trước bệnh viện Hớm hỉnh nói Nếu như cảnh sát tra án Thì sẽ truy bắt hung thủ Người hãy xuống ao nước để lánh đi nha Còn thi thể của tịnh Thì người nhà lãnh đem về Thịnh bị mắc cá sống chết đi Gia đình làm tang lễ cho anh Theo phong tục Thái Lan Người chết 7 ngày thì đem tiêu thịnh chết trẻ bất ngờ khiến nhiều người thương tiếc nhưng sáng hôm đó ngay lúc cử hành lễ hỏa táng cho thịnh lại nghe tin có người bị cá giết núi làm chết nữa thực sự quá bất ngờ và còn bất ngờ hơn nữa khi người chết là ông thông ba của thịnh cũng bị cá giết núi mắc kẹt nơi cổ y như thế và do nuốt nhổ không xong vô phương hô hấp nên dẫn đến tử vong giống y chang kiểu chết của thịnh đây quả là chuyện cực kỳ lạ lùng trong ngày đó gây chấn động toàn huyện toàn tỉnh bởi vì hôm đó gần tối mới cứ hành lễ hỏa táng thân hữu đều đến dự ông thông ba của thịnh muốn chuẩn bị tiệc đại khách nên tờ mờ sáng đã ra mương bắt cá để tiện bắt cá tôm trước tiên phải tát bước nước trong mương đi lúc đó cá lớn cá nhỏ bị dồn ép chen nhau quẩy đạp không ngừng cứ dùng rọ mà chụp bắt nó ông vừa bắt cá vừa lớn tiếng kêu vợ cầm thúng ra đựng cá kể ra thì chậm nhưng lúc đó diễn tiến rất nhanh ngay lúc ông thông hả to miệng gọi vợ thì bỗng có một con cá giết núi nhảy lên cao không nghiêng không lệch rơi đúng ngay vào miệng ông ông thông bị nạn bất ngờ hoảng kinh vội vận dụng toàn lực khạc nhổ cá ra và đưa tay móc nhưng con cá giết núi có sức sống mạnh mẽ, dẻo dai đã chui thẳng vào ý hầu, trụ tại đó, không thèm đi tiếp nữa. Ông Thông được người bồng lên bờ mương. Lúc này hai mắt đã trợn trắng. Trên đường đưa đến bệnh viện thì ông tắt thở. Đây thật là chuyện lạ có một không hai nên được đồn vang khắp toàn thôn, toàn huyện, rồi toàn tỉnh y viện trong một tuần ngắn ngủi đã phải xử lý tình huống tử vong của hai cha con ông thông việc này phải nói là chấn động và khó hiểu vì vậy viện trưởng đến nhà tan quyến chia buồn và cất công tìm hiểu vì sao cả hai cha con trong bảy ngày lại bị cá sống hại chết té ra gia đình ông thông tổ tiên mấy đời đều cư ngụ ở đây hãy rảnh vụ mùa thì bắt cá nuôi cá làm nghề phụ nếp nhà nhờ đây mà giàu có ông thông bắt cá phơi khô đem bán nghĩa là khi bắt cá còn sống ông dùng que tre đâm từ miệng cá đến cổ họng nó mỗi que đâm từ năm đến mười con ông dùng lửa sấy hoặc phơi nắng mỗi xô cá được treo nơi khung tre chờ tiêu thụ từ tổ phụ đến thịnh là bốn đời chuyên làm như vậy Dân làng thấy ông Thông dùng tre nhọn đâm ý khẩu cá sống, khiến nó chảy rùa đau đớn. Thủ đoạn tàn dẫn, thảm đến chẳng nở nhìn. Ngàn vạn lần cũng không thể tưởng được là cha con họ lại bị cá sống hại chết giống y nhau theo kiểu này. Nếu ngay đây mà đối chiếu cảnh, người móc cá, cá móc người, thì đây chính là diễn tiến lạ lùng của báo ứng. Đúng như nhà Phật từng nói, nhân quả báo ứng không hề xử oan người. Có thể nói, nhân quả xoay chuyển rất công bằng. Xin mọi người cảnh giác, ngàn vạn lần chứa nên treo nhân ác. Nhân ác. Người ưa câu cá Câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn Thử nghĩ xem Nếu như đem mốc câu sắc bén đó Đâm vào môi, vào lưỡi của mình Thì sẽ thấy đau đớn đến tận tim phổi Nghĩa là dù thế nào người ta cũng không có cách nào chịu nổi nhưng nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui câu không biết mệt thậm chí còn thành lập câu lạc bộ câu cá nữa cái lý luận câu cá có thể đào luyện tính tình là hoang đường đây là lời của kẻ chẳng có chút lòng trắc ẩn lâm giáp xuân là công chức của chính phủ thái tính rất ưa câu cá. Ông là hội viên của cô lạc bộ câu cá. Những ngày nghỉ cuối tuần, ông thường dông thuyền ra biển, thả câu. Vừa câu, vừa uống rượu nhắm, với mồi ngon, thiệt là khoái vô kể. Mọi người uống mỹ tủ, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ. Mấy năm trước, lúc câu lạc bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp, sôi nổi. Thế nhưng, từ năm ngoái trở đi, từ con số 30 hội viên, về chỉ còn lại 7-8 người mà thôi. Câu lạc bộ bây giờ tử khí nặng đề, khiến mọi người ủ ê, không còn hứng thú ra biển câu cá nữa. Cho dù, Lâm Giáp Xuân là một nam tự cứng đầu không tin nhân quả báo ứng. Ông không có gia đình, không tín ngưỡng, nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hăng hái ra biển câu như hồi xưa. Lý do là vì có hai quái sự liên tục phát sinh. Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên A Bang, hôm đó là chủ nhật. A Bang cùng với vợ vào đất liền thăm nhạc mẫu chúc thọ. Nhạc mẫu ông vốn là một người có máu mặt, có danh vọng ở bản địa. Hôm chúc thọ đó, tân khách đến dự chợt cửa yến tiệc hết sức sang có đủ thịt bò heo cá gà địch ngỗng muốn ăn gì đều có nấy thực khách hưởng dụng thỏa thích nhưng vẫn không sao ăn hết a à, bang ưa ăn cá và nội tạng nhìn thấy trên bàn tiệc có một con cá to ông rất khoái do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ lại ngốn nội tạng cá vào miệng quá nhiều Nên vừa nuốt qua Thì A-ba bị mắc nghẹn Ông cảm giác như có vật gì cứng Mắc kẹt tại ý khầu Nên quýnh quán dùng tay kéo ra Nhưng không tài nào móc ra được Chính trong khoảnh khắc nuốt không trôi Kéo không ra đó Ông hô hấp cực kỳ khó khăn Muốn há miệng la to cầu cứu Cũng không thể Em trai ông ngồi đối diện là người phát hiện ra tình huống nguy khắp này trước tiên nên vội chạy khoa phụ giúp nhưng hai mắt a bang đã trợn trắng đầu gục xuống hơi thở yếu dần đi mọi người lập tức dìu ông lên xe đi cấp cứu nhưng mới nửa đường thì ông tắt thở mặc dù người đã chết nhưng y viện vẫn tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong bác sĩ lôi nội tạng cá mắc kẹt tại ý hầu ra chính ngay giây phút đó các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường, thấy đều sợ há hốc mồm, sợ đến đơ mắt, cứng miệng, khi nhìn thấy thủ phạm giết người, chính là cái móc câu, đang móc cứng và yết hầu của A Bang. Lạ lùng, là cái móc câu này nằm ở trong nội tạng cá, xuống đến cổ A Bang, nó bị ép ló ra, cho nên, khi A Bang càng dùng sức kéo, thì móc câu càng bám chặt. Những thân hữu chứng kiến tình hình kinh khủng này, Tất nhiên, ai cũng liên tưởng tới sở thích ưa câu cá của A Bang. Hơn nữa, kinh nghiệm và kỹ thuật câu của ông khiến cho tất cả hội viên đều bái phục. Trong lúc người khác không câu được cá, thì ông thu hoạch vô số. Bây giờ, nhìn cảnh hai mắt A Bang trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái mốc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tốt dựng đứng không thể không tin nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Câu chuyện xảy ra cho A-Bang là ngàn chân muôn thực. Câu chuyện thứ hai còn ly kỳ hơn. Hội viên Dương Tị Ích là cao thủ câu cá, từng tham gia các hội thi, liên tục hai lần đều giật giải quán quân. Dương Tị Sinh ngoài thú ưa câu cá ra, còn ưa đi xe đạp điện. Hàng ngày, cứ chạm vàng túi là ông chở vợ ra ngoài ven đô hóng gió. Tối đó khoảng 11 giờ, ông vừa tăng lễ người bạn thân xong thì lái xe về nhà. Con đường quen thuộc đến nỗi cho dù có nhắm mắt, ông cũng có thể lái rành rọt. Nhưng thật kỳ quái, chiếc xe hơi đang chạy ngon trớn, thì ông bỗng thấy trước mặt xuất hiện một con sông lớn. Trước đây, ông chưa hề thấy qua để tránh rơi xuống sông. Vì đang lái ở tốc độ 120 km h nên ông vội vàng bẻ lái đạp thắng gấp. Chỉ nghe rầm một tiếng thật to, ông tông thẳng vào cột điện ven đường. Đến lúc ông tỉnh dậy, thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Ai cũng nghĩ Dương Tiên Sinh lái xe tốc độ cao, thành ra bị tai nạn. Tuy điều này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chưa đủ kỳ quái kỳ quái nhất là vết thương trên thân thể của ông rất mau chóng lành. Duy chỉ có môi và vờm miệng là thương tích nghiêm trọng. Cả hàm răng rung hết, chẳng ăn gì được. Hơn một tháng nay, chỉ có thể dùng ống dẫn bơm thức ăn lỏng vào cổ họng. Còn lạ hơn nữa, là vết té phía trên lần phía dưới của khóe môi, bác sĩ đã khâu bảy lần mà vẫn không khép lại. Để khâu xong, đến lúc cắt chỉ, thì hai khóe mép của ông lại lỡ loét xương phù. Cuối cùng, bác sĩ phải dùng chỉ túi tân tẩm hóa chất để may cho kính. Một tuần sau, chỉ tự tan rồi, nhưng môi ông vẫn lỡ loét Hai khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá. Bác sĩ chủ trị đành thuốc thủ bó tai. Ngót mấy tháng, ông bị đau đớn dày vò, thống khổ bất tận mồm cứ lỡ loét hả rộng y hệt mồm cá lúc bị móc câu làm tổn thương gây lỡ vậy hôm nọ vợ ông như lệ thường đến thăm vô tình buộc miệng nói ôi trời ơi miệng ông há to như vậy giống hệt miệng con cá mắc câu à mấy từ này đánh động đến lương tâm dương tiên sinh giống như một lời cảnh báo khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá đều khéo rách miệng cá làm cho nó lỡ loét cả vòm miệng. Bây giờ, ông mới thực sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của nó. Thế là, ông cùng với vợ, vội mang đèn hương đi đến chùa. Đối trước Phật, ông Chí Thành lễ bái sám hối, và phát thệ từ nay về sau, không bao giờ câu cá nữa. Nói ra cũng lạ. Từ hôm đó trở đi, môi ông dần dần lành lại, không còn lỡ sưng nữa. Chỉ một tuần sau, thì ông xuất viện sau đó ông kể cho các bạn hội viên những gì mình đã trải qua và khuyên họ không nên câu cá nữa từ đó hội viên cô lạc bộ câu cá giải nghệ rất nhiều không bao lâu lâm xuân giáp cũng từ bỏ việc câu cá và câu lạc bộ giải tán quý vị đang theo dõi chuyên mục chuyện phật giáo mời quý vị theo dõi câu chuyện cái đuôi chó xoắn ruột gà Ngày xưa, có một anh rất nghèo, cùng quẩn đến mức không tiền mua vật thực để sống lây lất với vợ con dưới mái tranh sơ sát. Ngày kia, đang lúc than phan số phận hẩm hiu cùng vợ, anh ta sực nhớ có nghe ông bà thuộc rằng Ai có phước nhờ thần linh phò trợ thì được cấp vô số bạc tiền. Do đó, anh ta bèn thành tâm cầu trời khấn Phật ban cho cái phúc hì hữu. Khấn vái xong, anh bèn cất bước đi ra khỏi làng, lang thang cùng rừng khắp núi. Rồi một buổi sáng nọ, bước chân đưa anh ta đến gần một động đá treo leo giữa triền non, kề bên một vực thẳm. Một vị nhân đang ngồi luyện phép, anh ta sụp lạy ly lịa, xin ban cho mình một vị thần linh. Thấy lạ, vị nhân mới hỏi cớ sự. Bạch thầy, con xin thỉnh một vị thần linh mong thầy thương xót mà ban cho ân huệ đó. Người chớ khá nghĩ đến chuyện ấy, trở về đi. Bữa sau, anh nghèo lại tìm đến thang vang quỳ lại dị nhân, cố sức này nỉ cho được một vị thần linh. Trung cuộc bị quấy rầy quá, tham thiền không được. Dị nhân buộc lòng phải nhận lời thỉnh cầu và nói rằng Thôi, ta cho người phép này hãy đọc câu thần chú của ta truyền thì thần linh hiển hiện và thi hành mọi việc ngươi xin nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta dặn mới được là các thần linh thì hung tợn lắm phải cắt việc cho thần linh mãi mãi thì người mới yên thân nhược bằng không có việc để cho thần ở không thì thần vật người lập tức bạch thầy việc đó không sao cả tôi sẽ cậy thần làm việc suốt đời không hết xong đâu đó anh ta quay trở xuống núi băng phu rừng sâu lặp đi lặp lại câu thần chú cho thuộc lòng nào ngờ thần lình một vị thần hiển hiện trước mắt thần khổng lồ hình thù dữ tợn quát lớn rằng ta là thần linh phải cắt việc lập tức để ta rỗi ta nuốt sống ăn tươi một tòa cung điện xong cả đem vàng bạc lại đây đủ hết rồi đó phá rừng này dựng lên một đô thị đã hoàn thành đến đây chàng ta phát sợ run cầm cập nghĩ thầm biết các việc chi bây giờ làm như nháy mắt ai xây trở lại cho kịp các việc cho mau không thì ta nuốt sống chàng ta hoảng hốt không việc chi mà cắt tức tốc chạy nhào lên động đá quỳ lại dị nhân cầu xin cứu mạng chuyện gì vậy bạch thầy thần lẽ quá không còn việc đòi nuốt tôi chàng ta vừa dứt lời thì thần hiện đến ngay toan nuốt sống, làm gã kinh hồn, chạy núp sau lưng dị nhân. Thôi ta chỉ cho một cách, con chó này có cái đuôi xoắn ruột gà, người lấy dao chặt đuôi nó, dao cho thần uống thẳng, mau đi. Hắn lật đật, chặt đuôi chó, trao điện cho thần. Kéo ra ngay, thần lãnh lấy đuôi chó, rắn vuốt cho ngay, rồi buông ra thì xoắn lại như cũ. Thần lại vuốt đuôi chó lần thứ nhì, rồi buông ra thì đuôi chó cũng xoắn lại in như lần trước làm lại làm lại mãi làm như thế ấy trong bao nhiêu lần không kể xiết sau cùng thần bị kiệt sức chịu thua nói lên rằng bình sinh ta chưa từng gặp việc nào khó khăn như vậy ta chẳng phải bất tài nhưng cậy việc này thì ta chịu thua cuộc đời khác nào chi cái đuôi chó xoắn ruột gà đã bao thế kỷ lần trôi con người vẫn ráng sức uống cái đuôi chó xoắn lại cho ngay mà nó không thể nào ngay được cả. Buông ra nó lại xoắn lại, trò đời vẫn éo le, tình người vẫn đen bạc. Kẻ đi trước phải học lấy bài học kinh nghiệm ấy, rồi người đi sau cũng khinh suất mà sa ngã vào cạm bẫy của dục tình. Nước tràn Kim Sơn Tự Tháng 7 năm 1997 chu nữ sĩ là giáo sư đại học cùng chồng lên ngũ đại sơn bái phật trong dịp tình cờ nghe đồn hòa thượng tu hành uyên thâm liền đến Thiện giáo chu nữ sĩ khoảng 32-33 tuổi người cao vừa tầm da trắng gừng trên sống mũi đeo một cặp khiến gọng vàng phong độ thanh giả chu nữ sĩ kể đôi mắt cô từ nhỏ không được tốt luôn có cảm giác nóng như bị lửa đốt, cơn đau cứ ẩn hiện hành hạ. Vì đôi mắt này mà Song thân cô đã ưu tư giàu lo rất nhiều, tốn biết bao nhiêu tiền bạc nhưng không trị khỏi. Sau đó, trong thời gian qua Mỹ du học, cô cũng đi khắp nơi tìm thầy nhưng không cách chi trị hết. Nghe Chu nữ sĩ kể bệnh tình xong, sư phụ nhắm mắt lại. Một lúc sau Ngài kể ra câu chuyện rất thú vị, mà ngay cả tôi cũng không dám tin. Sư phụ nói, Các con biết câu chuyện truyền thuyết bạch xà, nước tràn kim sơn tự chứ? Chúng tôi đáp. Dạ biết thưa thầy, hồi nhỏ chúng con đã xem qua tác phẩm này, sau đó còn xem phim nữa. Sư phụ nói, Người ta, ai cũng cho rằng, đây chỉ là câu chuyện thần thoại hư cấu viết ra. Nhưng trong lịch sử, quả thật có chuyện này nhiều loài vật trải qua năm dài tháng rộng tu hành sẽ phát thần thông nhất là loài sống lâu năm đây tuyệt chẳng có gì kỳ lạ bạch xà hóa hiện thành cô vợ họ bạch là bởi trong quá trình tu luyện ả à, chưa đoạn trừ tâm dâm nên lầm rơi vào đường tà cứ bám chấp vào mục tiêu truy cầu tình yêu nam nữ ở nhân gian nhưng quy luật thiên nhiên không cho phép người và súc sống chung có hành vi loạn luân như vậy cho dù xã hội hiện nay có văn minh tân tiến quan niệm thoáng đến đâu chăng nữa thì luân lý cũng khó dung trong truyện bạch xà hòa thượng pháp hải ngăn cản bạch xà là do phát xuất từ tâm đại từ đại bi bởi nếu bạch xà không chấm dứt ngay hành vi loạn luân thì ngày sau sẽ phải hối hận thống thiết vì tương lai ả sẽ bị quỷ hết đạo nghiệp ngàn năm và phải đọa vào địa ngục sư pháp hải đem bạch xà nhốt dưới tháp lôi phong thực tế là để giúp ả tiêu trừ tâm dâm cho ả bế môn tu hành từ kiểm điểm nhìn ra lỗi mình nhưng trong truyện Bạch Xà, tác giả đã viết hoàn toàn sai lệch. Vị sư Pháp Hải từ bi lại bị diễn tả thiêu dịch thành giống như ác ma. Tác giả biến Phật Bồ Tát thành kẻ bất thông tình lý, tận sức quỷ pháp bán tăng, gieo rắc ái tình diện ảo trong nhân gian, ca ngợi quỷ tà tô hồng tình yêu sùng bái ái luyến cực độ, hoàn toàn không lưu tâm giữa người và súc sinh có khác biệt hẳn hòi. Tác giả đã dùng ngòi bút bất minh lý làm chánh tà điên đảo, hướng dẫn người phỉ bán Phật giáo, khiến họ mê muội theo. Đây chính là làm trái nhân quả. Phải quấy chẳng phân uống thẳng thành công. Người mắt sáng vừa xem là thấy rõ ngay. Hòa thượng ngưng một chút, rồi nói tiếp. Vì sao tôi nhắc lại câu chuyện này cùng quý vị? Bởi vì đôi mắt bệnh của chu nữ sĩ có liên quan đến cổ sự này. Cô ta đã từng tu niệm theo Pháp Phật, nhờ đức hạnh hộ trì Phật giáo mà chiêu cảm quả báo tốt. Sức cần hiểu rõ nghiệp tội của mình đã làm. Câu chuyện Nước tràn kim sơn tự Kể là bạch xà, thanh xà vì không nghe lời hòa thượng Pháp Hải khuyên răng, nên đã hỗn chiến cùng ông. Dùng thần chú, kêu gọi thủy thần nổi gió dân sóng, làm nước ngập kim sơn tự. Thổ đó thủy thần không hiểu xử lý nên làm sai lại nhè trợ ác hành nghịch dân nước ngập lục chùa khiến thiên thần hộ pháp nổi giận thiên thần bèn dùng lôi quan đánh thủy thần khi hỏa châu sắp đánh vào mặt thủy thần thân thủ vốn nhanh nhẹn nên đã kịp lặn xuống nước đào nạn nhưng đôi mắt cũng bị tổn vì lôi quan đã thương đau đớn khó chịu. Bộ hạ của thủy thần vội lấy giải băng mắt cô lại, gấp rút hộ tống đưa cô đến ngôi tiểu am trên núi. Giang cầu một vị hòa thượng có công phu, giỏi trị bệnh, chữa giúp dùm cho. Nhưng khi thủy thần tháo băng mắt ra, thì hòa thượng tu hành nhiều năm này bị nét kiều mị tuyệt diễm của thủy thần hớp hồn khiến ông ngất ngây, rồi cứ nhìn sững như hóa đá. Lập tức, tâm ái luyến phát sanh. Một điểm khởi sai là công phu tiêu hết. Do vậy, hòa thượng trị bệnh không thành công. Thủy thần trong cổ sự chính là chu nữ sĩ đời nay. Cho đôi mắt kiếp trước bị nạn, dẫn đến nguyên nhân bệnh mắt đời này. Vì hòa thượng kiếp xưa, nhìn thấy thủy thần, bỗng khởi phạm tâm. Nay là chồng cô. Chẳng phải bây giờ phu quân rất yêu thương, quan tâm, lo cho cô hay sao? Nghe những lời hòa thượng Diệu Pháp nói, mọi người đều hưng phấn, nhìn chăm chăm vào đôi vợ chồng này. Chu nữ sĩ có vẻ rất kích động khi biết rõ câu chuyện. Giờ nghe hòa thượng hỏi, cô quay qua nhìn chồng thật lâu, thật đầm thấm và cười cười xác nhận <cười> dạ đúng vậy ông xã ông rất quan tâm và lo cho con <laughs> giống hệt như là ông đang chăm con nít vậy đó <laughs> người chồng có vẻ lúng túng ông khẽ mỉm cười rồi cúi mặt xuống không nói gì kế đó sư phụ bảo hai vợ chồng họ hai con phải đến đại điện sám hối tội nghiệp xưa làm nước ngập kim sơn tự cho dù không phải chủ ý của Thủy Thần, Nhưng vì du tri, Mà thành ra trợ ác, Tội không nhỏ đâu. Từ đây về sau, Phải thường lại lương hoàng sáng, Và năng tụng kinh địa tạng, Đôi mắt nhất định sẽ lành. Sư phụ lại quay qua bảo chồng nữ sĩ. Con vốn là một người chân chất, Tu hành đàng hoàng, Nhưng mỗi lần đến thế gian, đều không buông được tâm ái dục đến công phu xem như bị thiệt đời này hai con đã nối tiếp tiền duyên kết làm vợ chồng càng phải cùng phát tâm ngay một đời này nhất định phải siêng tu giới định huệ chứng đắc vô thượng bồ đề ngưng một lát hòa thượng nói tiếp có thể con chẳng tin chút gì về cũ sự ta kể. Thế nhưng khi về, chỉ cần làm y theo những lời ta nói, thành tâm sám hối, thì sẽ có hiệu quả. Một tuần sau, vợ chồng chú nữ sĩ đến bái kiến hòa thượng. Vừa gặp mặt, tôi đã thấy đôi mắt quấy sáng long lanh, nhìn rất có thần, các mạch máu trong trồng trắng cũng không còn nữa trong cô hết sức tươi tắn, rạng rỡ. Dù hai vợ chồng này đối với câu chuyện sư phụ kể lòng rất hoài nghi, nhưng họ vẫn quyết định sám hối chân thành, y như lời ngài khuyên. Nào chè, lúc đến trước Phật đường sám hối, thì cô bỗng cảm giác có một luồng khí mát mẻ xâm nhập vào mắt, làm cho mắt cô rất dễ chịu. Từ nhỏ đến giờ, đôi mắt cô chưa từng có qua cảm giác tuyệt vời đến như thế. Cảm thọ này khiến cô nhận ra mình chính xác đang được Phật lực gia trì. Do vậy mà cô vẫn tin câu chuyện sư phụ kể là có thật. Chồng cô cũng bị chấn động sâu sắc. Hai người ngày tối đó tại tân quán khách đã cùng chí thành tụng kinh địa tạng sám hối tội lỗi của mình. Sáng ra khi mở mắt cô thấy nhãn thần của mình không còn nóng đau nữa. Điều này làm họ kinh ngạc và vui mừng vô kể. Thế là hai vợ chồng hàng ngày tụng kinh địa tạng, tha thiết sám hối. Hiện nay, mắt cô Chu đã lành hoàn toàn, thời gian quay về cũng đã đến, họ đặc biệt tới cảm tạ và bái biệt sư phụ, còn bày tỏ rằng sau khi về Đài Loan sẽ mỗi ngày dành thời gian lễ tụng lương hoàng sám chu nữ sĩ còn một vấn đề nan giải xin thịnh giáo sư phụ cô thưa nếu như khi về con bị người hỏi làm sao mà trị lành được đôi mắt thì con phải trả lời làm sao đây vì con không thể nói mình chữa trị ở y diện nào lại càng không thể thấu lộ đời trước mình là thủy thần trong chuyện bạch xà từng dân nước làm ngập kim sơn tự nếu con giải thích như vậy thiên hạ không nói con điên mới là lạ câu này khiến mọi người tại hiện trường điều bật cười. Sư phụ đáp: Sức đơn giản, con cứ nói mình tại ngũ Đài sơn tụng kinh bái Phật mà được lành. Dù đối với sư phụ, tôi tin tưởng trăm phần trăm, nhưng khi nghe ngài kể về câu chuyện này, lòng tôi không thể không có chút hoài nghi. Bởi thời thơ ấu tôi từng nghe người lớn nói chuyện bạch xà chẳng qua chỉ là một truyền thuyết sao giờ đây lại có thực được không những vậy hiện thời còn có một thủy thần tái thế bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt tôi nữa chứ thế nhưng mấy ngày sau kết quả thực tế đã khiến tôi tiêu tan nghi hoặc bằng chứng là đôi mắt chu nữ sĩ rõ ràng đã hoàn toàn hồi phục lúc đó người biết việc này tối đa chỉ có sáu bảy vị tôi mong rằng một ngày nào đó nếu chu nữ sĩ tình cờ xem đến cuốn sách này sẽ không đem lòng giận tôi được vậy là quý lắm rồi cho dù khi tường thuật lại sự kiện này các tên thật đều được tôi thay đổi nhưng rốt ráo là tôi chưa có xin phép chưa có chút đồng ý nào của cô mà đã mạo mùi tiết lộ nếu như câu chuyện này khiến các bạn có được nhận thức tốt và hiểu biết sâu hơn đối với nhân quả và phật pháp thì công đức này là của vợ chồng cô. Cầu mong hai người sớm chứng thánh quả. Ngày đây, tôi cũng hy vọng các cư sĩ Đại Đức có văn tài cao, có thể dùng ngồi bút tuyệt vời của mình viết mới lại, truyện bạch xà, theo quan điểm Phật giáo, và ghi thêm câu chuyện tái thế tình duyên của Thủy Thần. Nếu như không hiểu rõ về bạch xà, thanh xà, hứa tiên, chúng ta sẽ cầu giúp đỡ nơi Hòa Thượng Diệu Pháp và cũng có thể đem câu chuyện chân thực, chứ không phải sai lệch này, dựng thành phim truyền hình nhiều tập, như điện ảnh Đài Loan đã từng công diễn chuyện đời Ngọc Lâm Quốc Sư trong tái thế tình duyên vậy. Hy vọng, truyện Bạch Xà viết lại này sẽ là tác phẩm tốt giáo dục người, đồng thời cũng khôi phục lại danh vị xứng đáng cho Hòa Thượng Pháp Hải. Đây cũng là một việc công đức vô lượng đến như lai lịch hòa thường pháp hải rốt cuộc ngài là ai là vì bồ tát nào chuyển thế nếu sau này có dịp thì chúng ta sẽ bàn thêm pháp, pháp quan kỳ án một buổi sáng tháng 7 năm 1978, tại một cao nguyên huyện Đài Bắc, hai vợ chồng Thái A Vượng và người bạn thân Lâm Tuần Sa cùng quẩy gánh lên núi hái trái vải. Khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm, thì bỗng thấy từ trong chạy ra ba con chó. Miệng của chúng ngậm nội tạng của người đang nhỏ máu rồng rồng. Anh xa hiếu kỳ, rón rén bước vào động xem sự thể như thế nào. Nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cho anh kinh hoàng đứng chết sững. Một tiên sinh hơn 60 tuổi đang nằm trên vũng máu, ngực, bụng bị xé rách, nội tạng thì bị ba con chó hồi nãy ngoạm chạy ra ngoài. Càng khủng hơn nữa là ngồi bên xác chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù đang cầm khúc ruột của nạn dân quấn quanh cổ chơi đùa anh xa sợ đến lông tóc dựng đứng vội quay đầu chạy ra khỏi động lập tức cùng với vợ chồng anh vượng đi báo án cảnh sát được tin vội đến hiện trường nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng và ngực bị môi khoét trống rỗng thì các chỗ khác không bị thương chi điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì? Tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già mà không cắn cô? Bao nhiêu nghi vấn nổi lên. Tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong ban phá án. Nhờ sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra tên người chết là Liêu Ký Đức. Còn cô gái điên tên là Liêu Tú Tú là con gái ông, hiện bị tâm thần nặng. Họ ngụ tại Trấn Thọ Lâm gần đây Căn cứ theo hồ sơ Thì năm 1949 Ông Đức theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan Làm thẩm phán 28 năm Ông có kiến thức luật phong phú Nhưng tâm bất chánh Tính tham tài háo sắc cực độ Là vị quan tham dũng tiêu biểu Từ một năm trước Ông đã nghĩ làm về hưu Ẩn cư tại Trấn Thọ Lâm Xin kể sơ vài việc của ông như vậy vào năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đại Bắc, tên là Ngưu Đồng Đoan, do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án, thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được bổ đến nhậm chức xử lý, tại pháp đình. Thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đã dự tính. Do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ, nên thẩm phán Đức cứ nhìn chọc chọc không rời. Sau đó, còn cố ý ra quay quát nạt ông đoan hâm rằng án tù mười năm là quá nhẹ nếu tìm ra tội chứng mới ông sẽ phán ít nhất là mười lăm năm ông đoan nghe vậy quá sợ chắp tay van cầu phán quan bao dung giảm án cho nhưng ông đức không chấp nhận mấy ngày sau ông đức chủ động gọi điện hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông đoan và nói ướp ướp mở mở rằng án của ông đoan có thể nặng mà có thể nhẹ nếu như người đẹp phấn châu chiều ra mặt cầu xin thì may ra sẽ chuyển đổi được nghe thế luật sư đã biết tổng bụng dạ của ông đức bèn hứa sẽ thuyết phục ông đoan đồng ý cho phấn châu đến hầu hạ ông đức một tuần nhưng xong việc ông đức vẫn không hài lòng còn bắt người nhà ông đoan phải nộp một khoản tiền kết xù cuối cùng khi tài sắc đã vơ vét ưng ý rồi ông Đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và tuyên phán ông Đoan bị 6 tháng tù, nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù. Thực tế là xem như vô tội. Ông Đức đã từ tiện phóng thích phạm nhân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan, làm thẩm phán chỉ mới mấy năm, nhờ tham ô mà giàu to. Qua bạn bè giới thiệu, ông cưới Thúy Đào, một cô con gái nhà nông, nhỏ hơn ông 13 tuổi. Cô gái này vừa hiền, vừa kiều diễm, năm sau thì sanh hạ bé Tú Tú. Đáng tiếc là lúc Tú Tú 2 tuổi, Thúy Đào bị ung thư ngực qua đời. Ông Đức do bận rộn công vụ, nên đối với con thiếu sự chăm nơm, vì Tú Tú trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao. Do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng. Đối với cái chết của vợ và con bị gây ngu, là hai đã kích rất nặng. Nhưng, ông Đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng, đây là quả báo do mình thiếu Đức. Ngược lại, ông càng ra sức lợi dụng chức quyền, để tranh danh đoạt lợi, vơ vét cho đầy túi riêng, còn lớn tiếng khoe khoang rằng, với chức quyền và danh vị cũng như tài trí và mưu lược của ông thì sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến nợp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông. Vì thế trong suốt 28 năm cầm quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông Toàn làm những điều thương luân hại lý, Giữa đủ thủ đoạn hạch sách, bắt chẹt và tạo ra vô số án oan, án mạng. Có nhiều người vì ông ăn đút lót chuyên án oan, quốc ức sinh bệnh chết trong tù, vợ bất bình tự sát biết bao gia đình nhà tan cửa nát vì ông có quyền cao chức trọng mà không có lương tâm trong thời gian làm thẩm phán ông đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng hủy hoại nhiều gia đình tội ác dẫy đầy năm 1977 cuối cùng thì ông Đức cũng thoái hưu và cùng với một quả phụ ẩn cư tại cao nguyên thuộc trấn Thò Lâm một sáng nọ ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động, thì Tú Tú đồi vào nghỉ một chút. Ông chiều ý con, và khi ông bước vào động, thì đột nhiên có ba con chó xông đến. Khí thế dữ dằn, nhắm thẳng vào ông, nhe răng bén. Dương móng vuốt hung ác, cào ngực, xé bụng ông. Chưa đầy mấy phút, chúng đã đôi hết ngũ tạng lục phủ của ông ra, và ông Đức lìa đời trong thống khổ tột độ ba con chó đào phủ thực hành án tử cho ông Đức rất mau. Khi hoàn thành sứ mệnh rồi, thì chúng chạy đi như làng chớp, biến mất tâm, không để lại dấu vết. Chỉ còn Tú Tú ngồi bên cạnh, mặt mày cực kỳ vui vẻ, thản nhiên cầm ruột của cha quấn quanh cổ chơi. Bộ dạng rất đắc ý, như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy, trước vị thẩm phán. Là chấp pháp công minh, là thi hành quốc luật, không tiên vị riêng tư, nhưng ông Đức bị sát tài làm cho mê bụi, toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình, phụ lòng quốc gia và nhân dân ký khác. Báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế nhân, cho dù có tránh được pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả. Nên nói, thiên lý chí công, trốn một lúc nhưng không trốn được cả đời. Nguyên nhân không ngờ, có một nữ cư sĩ hơn 60 tuổi, đến bái kiến hòa thượng, kể là bản thân mình mấy mươi năm nay, luôn cảm thấy khó thở nơi ngực, nhưng đi bệnh viện khám, vẫn không ra bệnh. Bà uống thuốc đông tây y đủ hết, nhưng không hiệu quả, khẳng định là trị không hết. Nghe sư phụ giảng Phật Pháp, bà rất tin. Xin sư phụ quan sát dùm xem, bản thân bà đã tạo nghiệp chi mà bị bệnh này. Hòa thượng Diệu Pháp hỏi Bà ngày trước ở nông thôn mà. Dạ, con vốn ở dưới quê, sau này mới theo chồng chuyển lên thành phố. Lúc bà còn ở dưới quê, trên mái nhà bếp có một tổ chim yến, bị bà chọt rớt phải không? Dạ phải, tổ yến làm ở phía trên, rất là dơ bẩn, vì vậy, vậy con mới dùng cây chọt rớt xuống á. Sau đó thế nào? chim yến về thấy tổ biến mất. Buồn rầu bay lên bay xuống quanh gian bếp, rồi à, lượng vòng vòng trước nhà kêu than rất là lâu, sau đó không biết nó đi đâu nữa. Hòa thượng Diều Pháp khai thị Tất nhiên, bà có thể dùng biện pháp ổn thỏa, thích hợp hơn để dời tổ yến. Nhưng bà lại hành động thô bạo, khiến chúng mất đi trú xứ, không nhà có thể về phật giáo luôn nói chúng sinh bình đẳng vì tánh linh và tình cảm loài vật không khác người hiện nay chẳng phải xã hội cũng đang đề xướng người và thiên nhiên sống chung hài hòa hay sao hành vi làm tim sinh linh đau đớn cũng là một trong các nguyên nhân khiến bà ngạt thở tự khư sĩ như bừng tỉnh gật gù nói phải sư phụ lại hỏi bà là người rất tiết kiệm, biết quý tiết tài vật. Thấy đi trên đường mà gặp phế phẩm người khác ném bỏ, thì lượng đem về, tích trữ, dồn cất cho nhiều, rồi đem bán ve chai lấy tiền. Có việc đầy chăng? Nữ cư sĩ hỏi ngược lại, con không có hề trộm, đoạt của ai? Chỉ lượm chút phế phẩm bán để kiếm thêm ít tiền, vậy mà cũng có tội hay sao? ta không nói có tội. Chiếu theo gia cảnh nhà bà, đời sống rất sung túc. Lẽ ra, bà nên nhường những phế phẩm đó cho người bần cùng khốn khổ hơn lượng. Vì gia cảnh bà đã rất khấm khá, mà còn đi làm vậy, đó là tâm tham. Người học Phật nên tự bi hỷ xã, phải nhớ điều này. Ta không hề kết tội, mà chỉ khuyên bà hãy nhường cho kẻ nghèo. Bà có hiểu ý ta nói chăng? Nữ cư sĩ có vẻ xấu hổ đáp. Sư phụ nói rất là đúng. Con chỉ nghĩ đơn giản rằng, giật người khác ném bỏ thì mình nhặt bán lấy tiền, không lượm là uống phí. Con chẳng có nghĩ sâu xa như ngài. Từ nay, con quyết không lượm nữa. Hòa thượng mỉm cười. <cười> lỗi bà phạm tuy nhỏ nhưng làm chướng ngại sự tu hành thanh tịnh vì vậy mà hô hấp chẳng thông hiện giờ bà cảm thấy tốt hơn chưa nữ cư sĩ hiểu ra có vẻ ngạc nhiên và vui mừng nói ôi chào con thật sự đã khỏe nhiều rồi toàn thân thoải mái uhm, hít thở dễ dàng lắm tiểu thư khỉ tại một thu làng đọ thuộc miền nam thái lan có một chàng thanh niên họ lưu cử hành hôn lễ tân đường là một cô gái có biệt danh tiểu thư khỉ nguyên lai like, mọi người đều cho rằng tiểu thư khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí hay một nàng thân thể đầy lông hình dạng giống y như khỉ nên mới có biệt danh này nhưng lúc đôi tân dân bái đường xong cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách thì một người đều sáng mắt lên Không hẹn mà đồng thốt ra một câu Tần đấy lòng Trời ơi Tân nương đẹp quá trời luôn hả Ừ trời ơi đẹp đúng là ngữ? mỹ nhân vậy đó Đẹp trời quá, ơi, à. đẹp quá à. Thế nhưng Mọi người đối với danh hiệu tiểu thư khỉ này Lòng đầy hiếu kỳ Rất muốn tìm hiểu Tra vấn thân thế của tiểu thư khỉ ra sao Té ra Mẫu thân của tiểu thư khỉ Thời thiếu nữ từng là một hoa khôi nổi danh số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể các nhân sĩ gần đó nghe danh bến bộ đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan nhiều người tha thiết xin kết hôn thậm chí một thanh niên phú cha ở nước mã lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân nhưng gia nhân viện cớ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối không bao lâu gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng chàng thì tuấn tú đa tài nàng thì kiều diễm bỉ lệ thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đuôi nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ chẳng mấy chốc từng đương mang thai chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội chăm sóc lo liệu đủ điều ba mẹ chồng thấy điều vui mừng ai cũng ưu ái lo cho nàng bình thường nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ, chồng nàng vào chợ, mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bác như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được, và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng bừng rỡ. Từ đó, mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm đó, chồng nàng ra chợ, gặp thờ săn trói một con khỉ rau bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về, nghỉ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó, cô vợ đã mang thai được bảy tháng ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ con khỉ đáng thương mấy ngày ròng rã chỉ ăn toàn chuối và hoa quả tính ra thịt mỡ trên thân nó chưa được nửa cân phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình mắt nó tuôn lệ chân nó quỳ xuống giống như người hướng chủ dân cầu xin tha mạng nhưng người chồng quá yêu vợ này chẳng chút động lòng, không khởi chút tự tâm, dương dao lên, toàn mổ tim nó. Trong giây phút bên bờ tử vong, con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải, chụp lấy cán dao, tay trái nắm chặt lưỡi dao, dùng toàn lực chống đỡ cái chết, nhất quyết không buông tay. Người chồng cố sức, nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về, rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về, Do bốn ngón tay con khỉ nắm quá chặt, nên nó bị đứt lìa hai phần ngón, bốn ngón chỉ còn lại hai lông cuối, tính từ khớp xương trở vào. Thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay. "Đừng, đừng giết nó, đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi." Con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu, từ quỷ môn quan giành đại mạng sống trở về. Nó ráng chịu đau đớn, đoạt cửa mà chạy. Trước khi ra khỏi cổng, nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng, ánh mắt đầy oán hận. Rồi nó biến đi, biệt tâm biệt tích. Từ đó trở đi, cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn, khi ăn toàn rau, đậu hũ. Người nhà lo nàng không đủ chất bổ, lén bỏ nước thịt vào, nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo. Đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngủ quan trong rất đoan chánh, chỉ là phát hiện tay trái của bé chỉ có một ngón cái và bốn đốt cuối của bốn ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài luôn miệng nói lạ quá thái lan theo phật giáo tin sâu nhân quả mọi người không hẹn và đồng nói đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt bốn ngón tay con khỉ mà ra hôm nay Tân nương Tiểu Thư Khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng, đâu ai biết trong găng tay đó, không còn bốn ngón tay nhỏ dài thon, mà chỉ còn bốn đốt còn thừa lại như từng bị cắt. Đó là nguyên nhân của biệt danh Tiểu Thư Khỉ. Nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời. Tự tử, tử đi về đâu? tôi là một cư sĩ ăn chay trường, giữ ngũ giới của Phật. Tôi rất ngưỡng mộ lời khuyên, địa ngục chẳng trống, thề chưa thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng phẩm đầu tiên, kể thánh nữ sau khi niệm Phật một ngày đêm, liền thấy mình xuống địa ngục, biết được chỗ mẹ thác sinh. Tôi rất thích và cảm thấy thật an ủi khi đọc đoạn kinh. Nếu người có thể trong 21 ngày nhất thăm chim lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, và điểm danh hiệu của Ngài đủ một vạn biến thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên nói cho người đó cõi giới mà khuyến thuộc của họ đã sanh về hoặc trong giấc mộng Bồ Tát hiện đại thần lực đích thân dắt người đó đến các thế giới để gặp khuyến thuộc của mình mỗi khi xem báo đài thấy đăng tin người tự tử nhan nhãn tôi buồn vô hạn vì vậy tôi rất khát khao muốn biết những người tự tử sau khi chết rồi sẽ đi về đâu trong kinh địa tạng phẩm 12 có ghi, những người được nghe danh và thấy hình tượng Bồ Tát địa tạng rồi chí tâm quy y, có thể mỗi ngày điệm danh hiệu Bồ Tát ngàn biến, luôn đến ngàn ngày, thì điều nguyện cầu của các thiện nam, thiện nữ đó sẽ chống được thành tựu vĩnh viễn không bị chướng ngại. Vì vậy, tôi đã thực hiện rất nhiều, nhiều hơn lời trong kinh dạy, nghĩa là trường kỳ tụng điệm, lo tu sửa từng tâm điểm và thiết tha lễ bái Bồ Tát Địa Tạng suốt một thời gian dài, chỉ nguyện một điều, xin cho con khai mở trí tuệ, được nhìn và hiểu thấu suốt, biết rõ người tự tử sẽ đi về đâu. Cuối cùng thì ước nguyện này cũng đạt thành, trong mơ tôi thực sự được đi đến cõi mà người tự tử trú ngụ và minh bạch hết mọi vấn đề. Trong kinh Phật tả, có sáu cõi, trời, người atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh vì vậy tôi tả về cõi quỷ hy vọng bạn không ngạc nhiên cũng có một số ít người trực tiếp thấy nhưng phần đông người ta không thấy song những người gần nhất khí lực suy tinh thần yếu cũng rất dễ nhìn thấy người bên cõi âm bây giờ mời chư pháp hữu hãy xem để cùng chia sẻ kinh nghiệm quý báu này với tôi cõi âm khí rất lạnh vì vậy khi tiếp xúc hay tham quan cõi âm rất cần có định lực mạnh, thể quyền lớn, tinh thần trong sáng. Cõi quỷ cũng rộng lớn vô biên được phân thành nhiều khu vực. Bạn đừng cho rằng tự sát là hết khổ, mà chính là mở màn cho thống khổ ngút trời. Cho dù vì tình, vì thiếu nợ, vì đủ lý do vân vân mà bạn muốn nhảy lầu, nhảy sông, uống thuốc độc, cắt mạch máu, cứa cổ, treo cổ, vân vân khởi niệm tự tử, đủ cách, đủ kiểu, nhưng hễ là tự sát thì sau khi chết rồi, những thống khổ phải nhận lãnh càng thê thảm hơn. Người tự sát, chết rồi, linh thức lập tức bị giam cầm, chìm trong khốn khổ triền biên. Phải biết, tự tử có ba tội nặng. Một, bất hiếu với song thân. Hai, tự hủy hại hình hài, phù phúc báo khi hữu được làm người, không biết quý trọng mạng sống. Ba, ngu si vô tri. Thân ta là do cha mẹ sinh, sống đã không tận hiếu báo ơn cho cha mẹ, không làm việc ít đời lợi người, lại ngu muội tự hủy hoại, giết thân mình. Đây là tội cực kỳ nặng. Phải biết, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Kiếp này, bạn được mang thân người, sao lại khinh thường, hủy hoại? Do lỗi phụ bỏ thân người, nên bạn sẽ rất khó có được thân người lại. Tự tử là quá ngu si vậy đó. Thí như bạn vì thiếu nợ nên chọn tự tử, thì phải hiểu là đời này nợ chưa trả xong thì sao vẫn phải trả nhiều hơn. Hiện tại còn gánh thêm đại tội tự tử nữa, đây gọi là khổ chồng khổ. Phải biết, người tự sát chết rồi sẽ lãnh khổ báo rất thảm. Những người tự tử sau khi chết rồi sẽ không ngừng diễn lại động tác tự sát đó. Thí như anh A, vào hai giờ chiều, nhảy lầu tự tử, sau khi chết đi, linh thức của anh sẽ bị giam cầm thọ khổ và cứ lanh quanh ở vùng mình tự sát. Hàng ngày, hãy đến đúng giờ khắc đã tự tử, thì anh sẽ trở lại đúng địa điểm ngồi lầu đó mà diễn cảnh tự sát một lần. Ngày nào cũng phải diễn như vậy, diễn mãi động tác hủy thân đó cho đến khi tuổi thọ hết. Ví như tuổi thọ của anh được định là sống thứ bảy mươi, nhưng vào năm bốn mươi anh tự tử, thì sau khi chết rồi, ngày nào anh cũng phải diễn lại cảnh tự sát này, có nghĩa là anh phải nhảy lầu suốt 30 năm cho đến lúc dương thọ tận. Hơn nữa, hàng ngày, những tư tưởng cực kỳ thống khổ của giây phút tự sát, cộng thêm đau đớn trên thân cũng đồng loạt tái hiện lại, hoàn toàn giống y, nghĩa là mỗi ngày anh phải tái lập và thể nghiệm thảm cảnh tự sát một lần. Ngoài thời gian này thì anh bị nhốt tại khu phạm nhân tự sát để thọ hình phạt. Trong khu Vòng tự sát trú ngụ này phi thường, u ám, rất ẩm ướt và hôi thối. Trong đây, tâm ai cũng ôm đầy oán hận, tiếng rên khóc bi thương, thở than không ngừng. Nơi này không có nhà hay giường, không truyền hình, yến tiệc, không thức ăn vân vân, gì cũng đều không tức. Chỉ có thống khổ và khóc lóc mà thôi. Tôi tiến đến một vòng giam, bên trong chứa đầy vong tự sát, oán khí xuân thiên, khi thường khó chịu, nhìn mặt người nào cũng rất thương tâm. Tôi bước đến gần một vòng tự sát, thấy toàn thân anh ướt mẹp, mắt lỡn sâu. Tôi chào. Bạn ổn không? Anh ghi đầu dần tôi, rồi hỏi. Người là ai? Tôi là người bình thường. Phát nguyện đến cõi âm. Để biết những người tự sát chết rồi, cảnh giới của họ sẽ ra sao? Anh ta nói. Cần chi phải hỏi. Nhìn là đủ biết tôi quá thống khổ rồi tôi không biết nói sao để diễn tả tâm tình hiện tại của mình chỉ có thể nói là tôi khổ rất khổ khổ dữ lắm tôi lại hỏi vì sao thân của anh bị ứa hết vậy do nhảy sông tự tử tôi lại hỏi thêm nhưng tại sao anh tự sát tôi không muốn kể ra đâu đừng có hỏi nữa tôi bước đến chỗ khác thấy trước mặt mình là một nữ nhân liền hỏi. Nè, vì sao bạn lại ở nơi này? Chị ta gian đài, mong tôi giúp cho chị ta tìm một đứa bé. Chị ta cầu xin tôi rối rít. Tôi hỏi. Con của chị ư? Ừ. Dạ đúng vậy. Tôi cho con gái tự sát theo mình, nhưng giờ không biết bé đi đâu. Bởi sau khi tự sát xong, thì tôi liền bị áp giải vào đây, còn đứa con không thể tìm ra bóng dáng nó. Tôi rất đau khổ con gái chị hiện được ở một khu vực khác chờ đi đầu thai bởi vì chị tự ý đoạn mạng con trẻ hoàn toàn không có sự đồng ý của nó nên tội của chị rất là nặng do con chỉ còn bé ngây thơ chưa biết gì nên không bị tính vào tội tự sát vì vậy mà nó được đưa đến nơi khác vậy sao không ai cho tôi biết điều này tôi gian cầu ngài xin ngài dẫn tôi đi gặp nó có được không ngài tôi không thể dẫn chị đi Chị đây là cõi âm, có quy luật riêng của cõi âm. Chị nhất định phải chịu qua báo tự sát tại đây, và đó là luật. Chị ta khóc thảm thiết. Tôi đi tiếp một quãng, băng qua một gọn núi, thì đến một nơi khác. Trong đây là một khu đặc biệt giam những vong tự sát khác nữa. Tôi gặp một người đàn ông nơi bụng có đường tét dài và sâu, máu me ràn rụa. Tôi hỏi, Tiên sinh, bụng ông sao vậy đây là vết thương do tôi dùng dao rạch bụng mình vì vợ tôi ngoại tình theo trai nên tôi rất hận bả ban đầu thì tôi giết bả sau đó tôi mới tự sát tôi chết rồi á thì bị nhốt tại đây hằng ngày đều phải về lại nhà tái diễn lại cảnh tự sát tôi đau đớn và khổ lắm khổ hết chỗ nói luôn ôi lại là tình yêu tiên sinh ơi tự sát là tội rất nặng, ông có thể niệm Phật không? Rồi tôi dạy ông niệm Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, và bảo, ông nhất định phải niệm, sẽ giảm nhẹ tội báo. Còn nữa, ông phải sám hối, vì giết người là quá sai, do ông đã giết người lại còn tự sát, tội càng nặng hơn. Xin hãy nghe tôi khuyên, nhất định phải ráng niệm Phật nha. Chỉ thấy ông ta gợt gật đầu, không nói gì. Trước mắt tôi là hiện tượng vong linh, lòng đầy hận oán rất đáng sợ. Có vong toàn thân, đầy máu, tuôn chảy không ngừng. Tận mắt chứng kiến những cảnh này rồi, tôi kinh hãi vô cùng. Người thế gian đa số cho rằng, tự tử là chấm dứt mọi thống khổ. Họ không biết rằng, tự sát chính là mở màn cho thống khổ ngoài sức tưởng tượng bắt đầu. Thật quá ngu khờ dại dột, hẹn chi mà thường nghe kể những nơi có người tự tử hay xảy ra cảnh vong náo dù không thấy họ bởi vì nếu như nhà phòng nào đó trước đây từng có người tự tử qua thì vong linh tự sát ngày nào cũng phải về diễn lại động tác tự tử này thế nên nếu phòng nhà đó không có quỷ náo thì mới là chuyện lạ vì vậy mà ta thường nghe kể chỗ người tự tử thường hay có tiếng khóc rên rỉ dù không thấy người đó là do vong tự sát phải về diễn lại cảnh tự tử, bị chìm trong tâm địa bị thương lúc hủy thân. Phần tôi, dù nương nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương, được chứng kiến cõi âm, nhưng thú thật, nếu như tôi phải đến ngủ ở nhà hay phòng có người tự sát, chắc chắn tôi sẽ rất khổ tâm. Vì sao ư? Vì hàng ngày bắt tôi, luôn thấy rõ cảnh quỷ sẽ diễn lại màn tự sát, lại còn nhìn rõ thảm cảnh họ chết ra sao, thế thì làm sao mà an ổn thư thái được? Giáo lý Phật có những bản kinh siêu độ rất hay và kỳ diệu, song bạn không thể ý lại vào ai đó cầu siêu cho mình trong khi bản thân mình không chịu tu. Nếu tâm bạn vẫn đầy ác ý, tà độc thì vô phương cứu. Vì cảnh sẽ tương ưng với tâm, tâm tốt, chiêu cảnh tốt. Siêu độ là giúp cho bạn phát tiền tâm, biết ăn năn sửa sai, bạn cần phải tự hoàn thiện bản thân trong lúc sống, đừng ý lại vào người mới là tốt thật. Trong kiếp nhân sinh, ai sống mà không có não phiền không có khổ đau người giữ thân khẩu ý thiện lành thì tâm sẽ hằng an vui khổ là do bởi mình từng gieo rắc nhân ác khi trả thì phải trả quá ác phải bồi đền đợt cũ thì đâu ai thoải mái dễ chịu ngàn vạn lần xin bạn không nên khởi niệm tự sát phải hiểu tự sát không giải quyết được vấn đề chết rồi càng thống khổ hơn nếu cho rằng sống ở trên thế gian là khổ nhưng bạn không hề biết kẻ chết vì tự sát sẽ bị nhốt ở khu vực chứa vong tự sát. Người ngu si cứ tưởng chết là hết, là phủi hết buồn phiền, chấm dứt mọi sầu lo, hoàn toàn không biết rằng sau khi tự sát rồi thì thống khổ mới bắt đầu ập đến, cường độ mãnh liệt gấp vạn bội lần cái khổ lúc còn sống. Còn nữa, sao không biết xót thương, tội cho thân quyến bạn sẽ buồn đau biết bao trước hành vi ngu muội này của bạn bạn không nên đẩy mình vào tuyệt lộ người tự sát sau khi chết và thọ xong quả báo tự sát rồi thì phải đi đến các địa ngục lớn nhỏ thọ hình tiếp y như trong kinh địa tạng từng mô tả cho đến khi nghiệp tận họ mới có thể thoát ra và đầu thai nhưng sinh vào đâu việc này còn tùy thuộc vào nghiệp tạo của họ phật tử thiếu hoa lời người dịch tôi đã đắn đo cân nhắc rất nhiều cuối cùng thì quyết định dịch bài này mong có thể cảnh tỉnh những người muốn tự sát trong cuộc sống cho dù khổ đến tột cùng hay tuyệt vọng đến mấy xin bạn đừng bao giờ có ý muốn tự tử vì khổ hiện tại không chịu được thì cái khổ sau khi chết còn khốc liệt hơn xin nhớ tự tử không phải là kết thúc khổ đau mà là mở màn cho thống khổ bất tận bởi sống trong đời này ai cũng có khổ đau chứ không riêng gì bạn thậm chí có những thống khổ còn tày đình hơn nhưng có người vẫn không trốn chạy mà chấp nhận đối diện can đảm bước qua để trưởng thành và lớn mạnh bởi vực thẳm là nấc thang cho bậc anh tài thân ta dù chết nhưng tâm vẫn hoạt động giết mình cũng là mang tội sát sinh, phạm vào tội thập ác không được đầu thai. Thân xác có chết thì cảm giác lạnh, nóng, đói khát, út phiền vẫn còn đeo theo, không ngừng hành hạ tâm thức. Tâm bạn nếu nhiều ác niệm thì chết phải xa đọa đi xuống. Tâm bạn nếu đầy từ ái thiện lành thì chết sẽ thăng lên cao giống như khi bạn vừa bố thí phóng sinh hoặc làm việc tốt giúp ai xong đêm về sẽ ngủ rất ngon tâm tư lân lân hạnh phúc đó là cảnh giới của tâm thiện lành vì vậy những kẻ cướp của giết người những kẻ làm toàn việc ác chắc chắn giấc ngủ không bao giờ yên và luôn gặp ác mộng dù luật pháp chưa trừng trị khi khởi ý muốn tự tử bạn đừng để niệm này khởi tiếp. Đừng ôm mãi niềm sầu đau vô ích, vì nó sẽ suối bạn hành động dại dột. Hãy cố gắng lèo lái tâm, nghĩ lành, trong sáng. Thật ra không có tuyệt lộ hay đường cùng, chỉ có tâm bạn tưởng là vậy mà thôi. Gieo nhân ngọt sẽ hưởng quả ngọt. Vì vậy, lối thoát ở chính nơi tâm của bạn, chứ không thuộc về người hay ngoại cảnh hãy tự mở đường thoát và không nên vì mình và bế tắc. Khổ vui do mình tạo, muốn được vui thì phải dứt ác hành thiện, hằng luôn giữ thân khẩu ý thiện lành. Vì tâm bạn thiện được bao nhiêu thì bạn sẽ hưởng an vui bấy nhiêu. Ở đây không lý luận để đối chất, muốn biết đúng sai thì chỉ có thực hành, thể nghiệm và tự rút ra đáp án cho chính mình.